con số khủng trong đại án Vạn Thịnh Phát, xem đến hết video để biết khủng như thế nào. Theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà sở hữu số lượng lớn các công ty con, công ty liên kết và giao cho người thân điều hành. Tuy không nắm giữ chức vụ tại SCB nhưng bà lại nắm hầu hết cổ phần ở đây. Bà đã dùng SCB làm kênh huy động vốn từ người dân, khách hàng gửi vào, sau đó cùng đồng phạm lập khống hồ sơ vay vốn để rút tiền ra. Cơ quan điều tra xác định bà đã chiếm đoạt hơn 300.000 tỷ đồng của SCB. Ngoài ra, bà và đồng phạm còn lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư. Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra của Ngân hàng Nhà nước đã nhận hối lộ 5,2 triệu đô la để bao che cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và SCB. Vậy số tiền mà bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt khủng tới mức nào? Để dễ hình dung thì số tiền này tương đương tổng tài sản của 5 người giàu nhất Việt Nam cộng lại, khoảng 13,2 tỷ đô la Mỹ. Nếu quy đổi ra tiền 500.000 đồng với trọng lượng 1 gram một tờ thì nó có thể nặng lên tới 68 tấn và khi trải ra có thể dài hơn 10.000 km.